Mẹ ơi, mẹ có trong nhà trời không mẹ? Tôi ở trong chòi nè mấy người ơi. Mình mới mua được một cái bịch phi đén hay còn gọi là miếng dong á. Mình sẽ rủ mẹ mình nấu hủ tiếu. Ý không, nấu miếng sườn ăn nha mọi người. Kêu gì? Con mới mua cái này nè, mình thay thế hủ tiếu mình nấu ăn thử coi đó. Giờ mẹ có ăn cái cọng miếng mà trong trong, dai dai, giòn giòn, sực sực không? Chưa ăn, mua gì đâu đưa tôi coi. Miếng dong. Gì khuya? Phi đén Khuya đén. sườn này là ở trong tủ lạnh á, chắc mẹ mình để dành nấu canh canh bí cho em mình ăn. Sườn này nấu được không mẹ? Thường ngày nấu hủ tiếu là số 1 rồi con ơi. Một cái sườn nha mọi người. Rồi cái này là chả mực, chả mực tủ lạnh mình lục ra là có được hẹ với hai cái củ cải với một cái củ cải trắng, với lại mình còn mớ giá. Nó muốn ăn liền mẹ làm cho con ăn đi. Bầm tỏi phi lên. Xào sườn rồi cho nước vô. Cho gia vị bột nêm vô. Cho chừng muỗng nước mắm vô. Dong nè mọi người, mình sẽ bỏ vô. Cho vô nước ấm ấm mà mình mới pha vô đây một tí xíu nước lạnh. Là mọi người có cái miếng này nữa nè, hôm bữa bạn mình cho mình á, bây giờ còn bao nhiêu đây mình sẽ ngâm luôn nha. Sẽ để đây mình ngâm 10 tới 15 phút nha mọi người. Trái bưởi đẹp mà vẫn ngon các bạn. Ngọt ngay. À, luộc cái miếng này lại nha mọi người. Nãy giờ mình ngâm nó đã nở ra rồi.
Hello, chào các bạn con cháu. Hôm nay cô với Như nấu hủ tiếu sườn. Không phải hủ tiếu. Chứ gì? Miếng. Hủ tiếu miếng. Miếng dông. Miếng dông. Phi đén. Miếng dông phi đén. Coi như nấu xong rồi nè, sườn với chả cá cũng xong rồi. Giờ mời các bạn con cháu trong nước và nước thưởng thức chiều nay là ăn hủ tiếu chia cơm nha các bạn. Còn nè, hôm nay không phải ăn hủ tiếu gì, chả miếng dông gì nè. Mời cả nhà cùng ăn chung với hai mẹ con mình nha. Trời ơi, coi cái cọng này không biết sao gấp đây à. Miếng bự quá. Chiều nay vừa ăn mình vừa được phục vụ âm nhạc cả nhà. Trời ơi, cả nhà coi cái miếng nè. Cái miếng dông này là bạn mình cho. Trời ơi, trời ơi, coi kìa. Ăn vô thử coi nó làm sao nha cả nhà. Giòn giòn. Giòn giòn thật thật. Cái dẻo dẻo sao mẹ. Cái cọng nó giòn hơn cái cọng nhuyễn nha. Cái cọng này ăn rất là thanh mát luôn nha. Không thể nào không ớt cả. Ai muốn giảm cân là ăn cái cọng này. Hết hộ chiến hả? Ai muốn giảm cân để thì ăn... Tôi cho ăn. Ai giảm cân ăn cọng nè. Cọng... miếng dông à. Miếng dông nè. Rồi hủ tiếu miếng dông gì nữa nè. Trong treo nè các bạn thấy không? Quá ha. Treo tung vắt nè. Sợi to tròn ghê ha mẹ ha. Làm sợi nở to, ra ha mẹ. Tròn dẻo dạ. Dai dai giòn giòn dẻo dẻo. Không thể tả nổi. Dẻo dãi. Trộn lên hết ăn cho ngon. Thế con ăn thì con vừa ăn rồi đó nè mẹ. Con thấy nhúc vừa lèo vừa ăn đó. Rồi mẹ ăn mẹ cho ăn thêm luôn. Nước mắm có ớt vô cho ngon. Rất ngọt. Cái chả chán ăn nó hơi bị nhẵn nhẵn sao mẹ? Nắng. Ừ. Sườn non này ăn chút lúc à. Gấp nó không dính nha mẹ, xoe lộn nó vậy. Đó. Mày thấy cọng này ăn nó lạ lạ không? Nó không có giống như là hủ tiếu hay là bún gì của mình hết trơn. Dai dai giòn giòn. Không bở. Lần cọng bự này nó mới giòn dữ nè. Ủa con nhiều cọng bự quá, mẹ ăn đi. Cả đống hả? Nè, tôi bươi dưới lên nè. Ôi, đừng bỏ tôi nữa. Ăn ít, ăn đi. Cái cọng bự này dai dai gần sừng thịt luôn á. Người ta nói mình người lớn ăn 10 cọng này là no nè. Nó nở ra sao? Vô bụng nở ra sao? Dưới này về về hốt lên. Dít lên. Lâu lâu ăn hủ tiếu miếng này ngon quá các bạn. Mẹ ăn thử thịt đi mẹ, mềm rẹo quá mẹ. Ngon quá là ngon quá mẹ. Của mẹ bị nở ra hay sao mẹ? Còn nước không? Thôi. Ăn tô miếng này của mẹ mình xong chắc lăn đùng ra xỉu quá. Ngon quá. Ừ, ngon quá. Hấp cho đậu mà ngon. Cái này không phải đỏ đâu. Mời các ba ăn cục miếng sườn nha. Đó, chấm vô nước mắm cay. Ăn hủ tiếu bên kia có em cô phục vụ ca hát nè.
tôi lẹ. Ừ. Nè, thấy chưa? Thấy chưa? Trúng chín được mình. Ngàn nó cứ dẻo dẻo, dần dần sao á, nó không có bở. Đưa vô miệng hết luôn. Mình nấu hủ tiếu mình ăn rồi, phải không? Mai mốt mình làm miếng xào đi mẹ. Ừ. Sao lòng nè. Thịt vàng lòng bưng lên về hấp được rồi. Lòng mê đó mẹ. Vậy con đặt cái này tên là miếng sườn hải sản nha mẹ. Thôi mẹ biết đặt gì đó là miếng sườn hải sản. Hải sản sườn với chả, chả mực. Thì sườn hải sản là mực á. Ừ, sườn với là miếng. Cục sườn ngọt mà béo ngậy luôn. Tại sườn thì có hơi mỡ mỡ. Sườn này kêu là sườn non hay nè. Hay sườn gì? Chéo. Sườn già. Chéo mà chặt từ đoạn nó bán. Nó không khứa rẻ. Cái dâm nguyên dây dài á. Chặt từ tên xuống. Nguyên một tảng sườn chia ra được 3 dây á. Này con lấy dây kế dây thật nhiều quá. Dưới trên nó xương mượn hơn. Nhưng mà nó có cái bệ thịt ở trên. Ừ, lúc này thịt heo cũng mắc lắm mẹ. 80 cái gì mà heo mắc lại rồi. Làm sáng phải đựng bóp gỏi để thao ra bỏ luôn. Để trong tủ lạnh. Trời ơi, con quá trời đổ mồ hôi rồi mà. Quá là nội luôn á. Hên là con bỏ cho con một giấc. Con bỏ cho mẹ hai giấc. Con ăn no muốn xỉu rồi. Ngồi dưới cây xoài không khí nó công nhận nó trong lành thiệt luôn á. Xoài mình nay có trái rồi mình vui lắm cả nhà ơi. Nhưng mà ha, mình mua toàn là xoài Đài Loan không à. Sao nó ra xoài Thái mọi người. Ôi trời. Trời ơi. Chưa gì hết trơn. Có gì đâu không vậy? Ông nhỏ kìa, coi chừng ông nhỏ không được ăn à. Ừ. Nhỏ chưa được. Hết rồi, để chút cho ăn miếng nha. Trời ơi, lăn xăng kiếm gì nữa vậy? Hết rồi. Hết rồi, sữa ơi, bà sữa ơi. Công nhận nấu ăn tự khen luôn. Chiều nay ăn. Nhưng mà ngon thiệt. Bánh miếng sườn chả mực các bạn ơi, rất ngon. No quá. Tới đây cũng dài, cô với Như tạm dừng nha các bạn. Các bạn thấy yêu thích cô với Như hãy bấm và share đăng ký cho cô với wow. Như like nha, đặng có động lực làm nhiều video mới nhất để cho các bạn xem nha. Yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye.